Hạnh Phúc thì chào mừng các bạn trở lại kênh Long Phi 1985 Nguyễn của mình nha. Sau những ngày Tết vui vẻ, sum họp bên gia đình và người thân, bạn bè thì Phi biết chắc giờ này các bạn cũng như Phi đang chuẩn bị bước vào công việc hàng ngày của chúng ta. Hôm nay Phi chúc tất cả các bạn một năm mới gặt hái được nhiều thành công và thành đạt trong cuộc sống nha các bạn. Hôm nay Phi mời tất cả các bạn cùng theo chân Phi đi bắt ong nha, trải nghiệm những điều thú vị và ngắm những cảnh đẹp cùng Phi nha các bạn. Thôi mời các bạn đi theo cùng Phi nha, giờ chúng ta đi thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã thấy được tổ đầu tiên các bạn, để mình quay cho các bạn xem nè, cũng nhỏ các bạn, không to nha. Không biết có mặt không các bạn. Có các bạn, mặt cũng được, tổ nhỏ các bạn ạ. Các bạn, tổ đầu tiên các bạn. Ong nó bay. Tổ đầu tiên các bạn. Mặt cũng được các bạn, không có đến nơi tại. Thôi mình tạm dừng video đây không ạ. Các bạn. Chúng những cây không hay nào chứ, chóc mặt hết rồi. Tạm dừng ở tí có các bạn. Tổ thứ hai bên đó các bạn. Này nè. Để mình qua quay cho các bạn xem. Không biết mặt thế nào. Nãy có tổ nhỏ nữa mà mình không quay cho các bạn nha. Tổ nhỏ mình bắt bên kia mình không có quay. Thấy nó nhỏ quá. Thôi tổ này thấy cũng được nên mình quay cho các bạn xem. Các bạn, tổ ong các bạn. Nói chung mặt cũng ngon nha các bạn. Ngon, mặt được các bạn ơi.
Đây các bạn, mặt. Mình cầm ra ngoài quay cho các bạn xem nha. Đã không? Mặt này các bạn. Sáng sáng đó các bạn. Này dễ thấy mặt hơn nè. Đó. Ngon quá. Đi vũ không? Được các bạn. Thôi mình tạm dừng video ở đây nha các bạn. Tí có mình quay nữa cho các bạn xem nha. Mùi tre này có một tổ nữa nè các bạn. Tổ cũng to các bạn ơi. Mình đang tìm hướng mình đi vô. Hướng nào còn tí mình lấy ra vậy. Qua hướng này mình cắt rồi ra hướng kia mình lấy ra dễ các bạn. Đây các bạn, tôi ăn rồi. Các bạn thấy chưa? Khá to các bạn. Và này bên này cái cây nó đi qua đây các bạn, và này lấy vàng dễ hơn. Thôi để mới quay xuống đây các bạn. Mình lấy ra cho nó lẹ các bạn. Đây các bạn, mình nó lấy ra rồi nè các bạn. Đã chưa? Ôi. Cục mặt nè các bạn ơi. Lấy ra nó cào. Ôi cục mặt. Đã chưa các bạn? Quá đã các bạn ơi.
Để đây, quay cho các bạn xem nha. Quá đã các bạn ơi. Nhìn tổ ong kìa. Khủng không các bạn? Thôi mình tạm dừng video ở đây nha các bạn. Tí có nữa mình quay nữa cho các bạn xem nha. Đó, tổ này nó là 3 tổ các bạn. Nãy trong cái thùng mình được 2 tổ nè. Tổ nhỏ nãy mình không quay nè. Tổ này nữa 3 tổ các bạn ơi. Quá đã tổ ong các bạn. Thì các bạn mình thấy đang tổ nữa các bạn. Nè. Trong bụng đó nè. Cũng to rồi thử. Tay mình không bỏ tao tay nó khó phóng to các bạn. Thôi để mình để máy dưới đây đi. Mình quay cho các bạn xem trên đây nè các bạn. Đó không à. Tổ cũng nhỏ các bạn, không to đâu các bạn. Quá chằng chịt các bạn. Để mình xỉa vớt thôi. Bắt trời cháy rồi. Con này mới về đóng các bạn. Mới về đóng.
gỗ mới về đóng. Nè, mới về đóng sáp. Ăn luôn các bạn. Ăn luôn các bạn. Thôi mình tạm dừng đây, tí có mình quay các bạn xem nha. Trên đây có con tổ nữa nha các bạn, nhưng mà cây nó nhỏ quá các bạn. Mình để máy đây, mình lên mình bắt rồi mình xuống mình quay cho các bạn xem nha. Không, cầm máy lên không được các bạn, cây nó quá nhỏ.
Đây các bạn, mình bắt xuống ngon này các bạn. Đường xuống khó quá các bạn, mặt chảy tươi cũng mặt hết. Nát cũng mặt luôn các bạn. Ổn ghê. Thôi mình tạm dừng đây nha các bạn, tí có nơi nữa mình quay nữa cho các bạn. Đây các bạn ơi, mình đem cục mặt xuống nè các bạn. Mặt ngon, ôi là ngon các bạn. Mà mình làm bị bẫy nè. Cái đường xuống nó khó khăn quá các bạn. Nó mớp hết trơn nè, dập nè. Ổn ghê không à, nhìn cục mặt ngon không? Quá sát là ngon luôn. À, đi bị bẫy tiếc quá tiếc các bạn. Thôi mình bắt tối này nữa mình cũng xin tạm dừng video ở đây các bạn ơi. Các bạn xem video thấy hay like, subscribe, đăng ký kênh, nhấn chuông nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình một cái comment nha ở dưới video các bạn, một bình luận để cho mình góp ý cho mình rút ra được kinh nghiệm để những video tiếp theo của mình đó mình quay nó hay hơn, mang đến cho các bạn những cảm giác thật là thoải mái để xem video. Lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn nha, đã xem video ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.